cả nhà. Lại là tụi em đây, và ngày hôm nay tụi em đang có mặt tại một quán cà phê được mang tên là Hồ Buddha theo phong cách Nhật Bản. Đây, nhưng không... mà em không có uống gì mà liên quan đến Nhật nha mọi người. Em uống cái quán cái món Việt Nam. Nhật, nhưng mà em vẫn chính hợp với gọi là người ta Latte, gọi là cà phê latte. Đây nó cũng giống như là cà phê sữa vậy mọi người. Em thấy cà phê sữa đá em chịu không nổi, nên là quyết định vô đây uống latte cà phê. Vâng, chúng ta đang có một con nghiện cà phê sữa đá. Đây. Hai con mặt bự nhau, hai con mặt bự quá luôn. Thiệt luôn á. Sao mặt giống bự vậy? Ở đây thì hồi nãy giờ là như quý vị đã xem thì phong cảnh ở đây rất là Nhật Bản, rất là đẹp. Và hiện tại trời đang mưa nữa, rất là mát luôn. Phong cảnh ở đây rất là huyền diệu. Áo lên hình bao ảo luôn, tung không, chảo luôn. Không cần lên hình mọi người, nhìn ở ngoài cũng thấy nó rất là ảo. Tại vì nó mây khói, có khói ba phủ, mọi người nhìn nó giống như là tiên cảnh mồng lai vậy. Mình cho là mình cũng thư giãn luôn. Nói chung là không gian thoáng mát, nhìn nhẹ nhàng và nhìn nó rất là thiên nhiên, giống như mình đang ở trong rừng cung đuống trong núi vậy mọi người. Và nó rất là sang nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem thử nước uống ở đây thì như thế nào. Thì ở đây khổ quá mà vừa quay phim vừa ấy nó vậy đó quý vị. Đây một cái ly. Cái ly này trà bia ủ lạnh nha mọi người. Đúng rồi, trà bia ủ lạnh là cái món này là món đặc biệt của quán, và xin kêu thử để uống xem hương vị của thế nào. Ngửi mùi bia nha. Bia thiệt nha, không phải bia giả nha. Dạ, bia dâu nha mọi người nha. Dâu mà cho nha. Rồi quậy lên cái nữa coi, cái nước nó tím lè, tím lét giống tròn bầu ghê. Quậy lên một cái nữa là cái màu này giống như màu của xin nha mọi người. Tím ơi là tím, tím liệm trên xin mọi người. Trời ơi, ơi. Ôi, cái ông hút cam của Hồng hả? Hồng nó mới men nha. Hồng mới men. Thấy giờ thấy cái gì màu hồng. Ngon. Cái vị của nó chua. Nó giống như là nước trái cây lên men. Đúng rồi, nó giống như nước trái cây. Thơm. Nó thơm, nó ngon hơn, tròn bon nhiều. Ở đây nè, nó trái cây của kiểu của nó là tự nhiên hơn. Gọi là ở đây trái cây là thơm ngon nha mọi người. Đúng rồi. Cho nên người ta ủ rượu lên men này nậu kia nó rất là ngon. Đây đây, với cái ly này 75k thì uống rất là ok nha cả nhà. Thơm lắm. Rất là ngon. Rất là dễ uống. Trời ơi, uống chung với COVID. COVID đã qua rồi, ai cũng dính tới không sợ nha mọi người. Nhưng mà có buồn lại nữa thì tại gọi là xui thôi. Có bên trời nè. Rồi sao nè, cảm nhận thấy như thế nào nè? Cảm nhận rồi đưa vô mặt bự nè, bật bự nó cảm nhận nè. Cảm nhận của em á là khi uống cái này nó khác với lại xin rất là nhiều, tại vì nó hợp với khẩu vị của em thích món này. Ủa, rồi khác với xin rất là nhiều là sao? Ủa mình nói ngon mà. Thì nó ngon, nó gọi là nó hơi chua, nó có hơi vị chua, hơi vị ngọt ngọt. Nhưng mà cái vị trái cây nó động lại. Nó có vị hơi chát chứ xíu nhẹ nha. Có hơi vị nó hơi chát nhẹ, nó giống như là nó cũng có một cái vị mà giống như bia á, mà nó hơi đắng đắng, giống như bia. Nó giống như bia nhưng mà thực tế nó là bia đó. Nó giống như bia bình thường mình hay uống á. Giống như Sài Gòn ba ba gì đó. Đúng không? Nhưng mà cái này thì nó khác hơn, đặc biệt khác một chút là làm từ trái cây, còn cái kia là từ lúc mà. Cho nên là mình uống nó có hơi vị chất nhẹ của cái vị trái cây, nó rất là ngon. Đây uống nhiều thì có thể chắc là xỉn đó mọi người. Không, cái này nồng độ cũng nhẹ thôi, không xỉn đâu. Đó, người không uống rượu bia giống như em á. Chứ còn em còn xin thì nó uống cả thùng cả kết lận. Thì nói với nó là không thành vấn đề. Họ nói với em uống nó chỉ còn chút xíu nhẹ thôi là xỉn hết rồi mọi người đó. Em xỉn. Không có miếng giả trân luôn, trời đất ơi, thiệt luôn, cái thứ gì đâu à. Hai mình đi bấm nút tới đây thôi nha mọi người. Lát nữa mình sẽ đi vòng vòng mà chụp ảnh huyền diệu, xinh thói, mây mù. Rồi, bây giờ xin sẽ quay thêm những khung cảnh, bởi vì hiện tại bên ngoài đang mưa, cho nên chúng ta hãy quay cái khung cảnh trời mưa đang rất rất là đẹp luôn. Cả nhà cùng theo chân của xin nha. Yeah. Hay. Hay gì không? Dâu giống như sô cô la vậy đó. Từ từ nghe. Đây.
rất là đẹp. Mở ra chào nè. Vậy mới chịu. Cả ta không giống như sô-cô-la gì đó, rất là ngon. Nhưng mà mình ăn thử không? Ăn thử không? Review luôn nha. Ăn thử review luôn đi. Châu này là gọi là sao ta? Chua nha, nhìn cái mặt là thấy chua nha. Ôi nhăn như khỉ lớp vậy đó. Không giả bộ với thôi chứ ngọt nha. Đây cái là chua chua còn ngọt. Tại hồi nãy nó uống latte rồi cho nên là ăn cái này nó hơi bị chua. Nhưng mà nếu mà không uống latte thì ăn nó hơi bị ngọt. Ôi vậy luôn á. Trời ơi, review thấy thèm mà. Nói chung là trước khi mình ăn dâu thì mình chỉ nên uống nước lọc thôi. Mình không nên uống những cái món gì khác á. Tại vì ăn vô nó sẽ bị mất đi cái vị dâu hùng khí của nó. Cho nên là mình cứ ăn dâu là mình uống nước lọc đi. Xong mình ăn dâu thì mình sẽ biết là nó ngọt hay nó chua. Nhưng mà ăn thử cái nữa. Rồi cuối cùng đó là cái gì, ngọt hay chua? Review cho chân thật nha, review không chân thật quánh à. Ăn vô cảm giác nó hơi ngọt ngọt. Có hơi lạt lạt lạt. What? Thôi chua chua. Ngọt ngọt rồi còn lạt lạt. Review này chắc quánh đòn quá. Mới đầu cắn vô thì thấy nó hơi lạt lạt. Nhưng mà lát nó sẽ thấy nó hơi chua chua ngọt ngọt. Mà dâu này là dâu Nhật nha mọi người. 150 nửa ký nha cả nhà. 150 nửa ký nha cả nhà. Này là dâu giống Nhật, 150 nửa ký nha. Giờ ăn vô là cái mỏ nó giật giật đó. Không, nhờ chị camera trả giá dùm. Chứ thiệt ra là này nó bán rất là thấp. Hồi nãy nó bán nó nhiêu ta? 200. Hồi nãy nó 200. À hộp 200. Đúng rồi. Trả giá còn 150. Trả giá 150. Xong rồi khuyến mãi thêm cho một bịch muối chứ không phải là củ muối nha. Ăn hủ muối tắm luôn hả anh chị? Nói chung ăn cũng ổn. Nhưng mà khuyên mọi người là nên mua cái dược nào khác nữa để ăn. Có gì luôn á. Trời trời. Mà muối ngon không? Muối ngon không? Chứ hủ. À chấm muối nè, bây giờ mình phải chấm muối mình mới biết cho nó như thế nào nha. Vô, vô hử cái muối nè. Muối này là muối Để em coi. Muối này muối là muối xí muội nha. Hơi bóng nha, hơi bóng nha. Đó. Đây. Không mà trái dâu nhìn ngon mọi người, chua xanh rõ rối luôn. Khô ráo nha, không có bị ướt mà gọi là giống như hàng ba hay gì đó nó ướt mà cái này là tại đây cho nên nó khô ráo nhìn nó ngon, nó không có bị dập. Trái này ăn ngọt quá luôn mọi người, chấm muối vô mà ăn nghe rất là ngọt mà ngon nha. Nhờ có muối tăng được hương vị của dâu lên. Ăn rất là ngon. Có muối cây khoét khác liền ha. Đúng rồi, có muối này ăn vô nó rất là ngon, cảm thấy rất là ngọt nha. Hết lạc rồi hả? Hết lạc rồi, ăn rất là ngon ngọt. Mọi người nên ghé dự đề mua nha. Cái con này nó lật mặt còn hơn bánh tráng nữa, u là trời. Xỉu. Sao mà con như vậy chứ, thật lòng thật tâm thật dạ mà, đúng không? Ăn cái nữa là... Ôi. Ok nha. Rồi cuối cùng việc chưa là được hay không được nè. Tổng kết cuối cùng nha, mọi người nên ghé vụ này để mua nha. Đó, rất là ngon. Đó, cho muối ăn cũng ngon. Dâu ngọt, tươi, xanh, trái khô, nó không có bị ướt, không có bị dập, không bị gì hết. Mà nó sẽ set up vô từng trái như thế này nè. Nhìn rất là giống như hộp sô-cô-la không? Mình nhìn có thể tặng quà được luôn. Đúng rồi. Đó, mọi người mua nè, mọi người có thể làm quà tặng này kia được. Vô set up rất là đẹp. Ok nha mọi người, phải đóng hộp lại nha, để đưa mẹ sẽ chảy nước miếng nữa. Rồi ok. Bye bye lại coi. Bye bye mọi người. Ôi đất ơi.